Văn Quyết cán mốc 100 bàn ở V-League. Cú đúc vào lưới Hải Phòng ở vòng 6 giúp tiền đạo thủ quân Nguyễn Văn Quyết cán mốc 100 bàn cho Hà Nội Fan Club tại V-League. Văn Quyết bước vào trận Hải Phòng tối ngày 13 tháng 4 với hành trang là 98 bàn sau 13 mùa V-League từ năm 2011 đến 2023, đều trong màu áo Hà Nội Fan Club. Khi trận đấu mới trôi qua 38 giây, cơ hội đã đến với tiền đạo sinh năm 1991. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn cho Hà Nội hưởng phạt đền khi xác định hậu vệ Nguyễn Kiên Quyết truy cản trái phép Lê Xuân Tú trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Quyết sút khắp vào giữa khung thành, đánh lừa thủ môn Nguyễn Đình Triệu để mở tỷ số cho chủ sân Hàng Đẩy. Đồng thời nâng số bàn của anh ở V-League lên con số 99. Đội trưởng Hà Nội Fan Club không quá phấn khích sau khi ghi bàn, mà chỉ đập tay với các đồng đội. Bàn mở tỷ số sớm giúp Văn Quyết và đồng đội dễ chơi hơn. Hà Nội kiểm soát thế trận, cộng với trời mưa làm mặt sân trơn khiến hai đội khó ban chuyện tốc độ cao. Hà Nội chuyển sang chơi bóng dài và đạt được thành quả ở phút 36. Từ đường phất dài của Thành Chung, Lucao do Brack bật cao đánh đầu sượt bóng vô tình thành đường kiến tạo cho Văn Quyết băng xuống. Trong thế đối mặt, tiền đạo 32 tuổi sút bóng chéo góc nhẹ nhưng hiểm không cho Đình Triệu cơ hội cản phá. Lần này, Văn Quyết phấn khích hơn nhiều khi cán cột mốc quan trọng với 100 bàn tại V-League qua 249 trận. Trong đó, thăng hoa nhất ở mùa 2015 với 13 bàn, xếp sau là 2012, 12 bàn và 2014, 11 bàn. Mùa này, Văn Quyết đã ghi 6 bàn chỉ sau 6 trận. Tính trên mọi đấu trường, Văn Quyết ghi 144 bàn sau 329 trận cho Hà Nội. Trung bình cứ sau 2,28 trận anh lại ghi bàn. Văn Quyết đang xếp thứ 6 trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất V-League. Người dẫn đầu là Hoàng Vũ Samson với 197 bàn, xếp sau là Đỗ Mét Lô, 157 bàn, Nguyễn Anh Đức, 123 bàn, Lê Công Vinh, 116 bàn và Huỳnh Kesley Alves, 113 bàn. Trừ Hoàng Vũ Samson còn thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Những cầu thủ còn lại đều đã giải nghệ. Thành tích của Samson và Metlo được đánh giá khó vượt qua, nhưng Văn Quyết hoàn toàn có thể chiếm vị trí thứ ba của Anh Đức. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Văn Quyết chơi mạnh mẽ và tốc độ với vai trò tiền đạo cánh. Hiện tại, anh chơi điềm tĩnh hơn trong vai trò nhạc trưởng xây dựng lối chơi. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng có nhiều năm làm việc, Văn Quyết thừa nhận không thể dùng cá nhân kiềm tỏa Văn Quyết. Cậu ấy đá mười mấy năm có ai khóa được đâu, phải dùng lối chơi tập thể, ông Nghiêm nói. Phút 85, Văn Quyết rời sân nhường chỗ và băng đội trưởng cho một tượng đài khác là tiền vệ Phạm Thành Lương. Sau trận, huấn luyện viên Bojida Bandovic khẳng định Văn Quyết là thủ lĩnh đích thực. 100 bàn V-League là cột mốc không dễ, ông nói. Nó được xây dựng không chỉ bằng tài năng mà còn là sự chăm chỉ trong công việc. Sau cú đúp của Văn Quyết, Lucao do Brack giữa ấn định tỷ số 3-0 ở phút 80 với cú sút trái phá khiến Đình Triệu không kịp phản xạ. Hà Nội chiếm lại đầu bảng từ Thanh Hóa với cùng 14 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại tốt hơn 8 so với 6. Ở vòng 7, Hà Nội Fan Club sẽ làm khách trước Bình Định vào ngày 17 tháng 4.